Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết streamer làm nhiều lên, nổi thôi, được chia sẻ bởi Bomman trong cuốn sách Người trong muôn nghề ngành sáng tạo nghệ thuật có gì. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe câu chuyện làm streamer của Bomman nhé. Streamer là một trong những nghề hot nhất đối với giới trẻ ngày nay, không chỉ vì mức thu nhập hứa hẹn hên thì được 7-8 triệu mà còn vì lối sống vui nhộn, công việc tự do và sáng tạo. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài mà việc nhẹ lương cao là những nỗ lực lao động nghiêm túc không mệt mỏi trong hàng năm trời để có thể vươn đến đỉnh cao của nghề nghiệp. Tháng 8 năm 2019, tôi bắt đầu ký hợp đồng với Facebook Gaming để trở thành một streamer chính thức. Khối lượng công việc của streamer và caster là tương đối nặng, KPI rất là gắt gao, nên một ngày tôi phải làm mười mấy tiếng. Có những lúc tôi cảm thấy khá là kiệt sức, thậm chí chẳng có thời gian mà tắm, cứ ngủ dậy là đến giờ đi làm và lên công ty chấm công. Nhưng nghĩ về khoảng thời gian khó khăn từng trải qua trước kia, tôi cảm thấy chẳng có gì có thể đè bẹp được mình cả. Ôi trời ơi! Nghề mới, khó khăn cũ. Xã hội ngày nay đang dần thay đổi cái nhìn về esports, những nghề nghiệp trong lĩnh vực này được ghi nhận nhiều hơn. Để đưa khái niệm cụ thể về caster và streamer, có thể nói, nếu so sánh eSports với một môn thể thao truyền thống như là bóng đá, thì caster chính là những bình luận viên, vai trò giống như các bình luận viên Quang Huy, Quang Tùng v.v. Còn nghề streamer thì giao thoa giữa eSports và sáng tạo nội dung, content creator và công nghiệp giải trí, showbiz. Công việc là ngồi trước màn hình máy tính, chơi game và giao lưu với người hâm mộ. Nghề caster giúp bạn phát triển chuyên sâu về chuyên môn, nhưng mức lương cứng không cao. Còn nghề streamer có tiềm năng mang lại cho bạn mức thu nhập hấp dẫn và sự nổi tiếng đi kèm. Cụ thể hơn, lương cứng khởi đầu của một caster là khoảng 5 triệu một tháng. Sau một vài năm kinh nghiệm, bạn có thể đạt tới mức 9 triệu trên một tháng. Ngoài ra, khoản thu nhập gia tăng đến từ các công việc và hợp đồng ở bên ngoài sẽ phụ thuộc vào khả năng làm việc của bạn. Với nghề streamer, bên cạnh việc nhận lương theo hợp đồng với các công ty quản lý như là Facebook Gaming, bạn còn có thể ký các hợp đồng quảng cáo trên Facebook hay là YouTube. Tuy nhiên, dù nguồn thu nhập cao đến đâu, bạn cũng sẽ phải chia sẻ doanh thu với công ty chủ quản của mình. Thông thường, bạn sẽ nhận khoảng từ 30 đến 40% tổng doanh thu, còn công ty nhận 60 đến 70% còn lại. Khoản thu lớn nhất của các streamer trên thực tế đến từ tiền donate. Vì với khoản này, streamer được giữ lại 70 đến 100%. Như vậy, bạn càng chăm chỉ sẽ càng có mức thu nhập cao, nếu không chỉ nhận mức lương cứng mà thôi. Những thuận lợi của nghề streamer hẳn ai cũng thấy, một lĩnh vực hấp dẫn, đem lại sự nổi tiếng, thu nhập và hào quang. Bên cạnh đó, do chưa được định hình rõ ràng, mảnh đất của streamer còn rất rộng lớn, các hướng phát triển tương đối thoải mái và rộng mở. Xét về nhu cầu thị trường, do eSports dần được công nhận rộng rãi và chính thống, nên lượng người theo dõi eSports ở Việt Nam ngày càng tăng mạnh mẽ hơn. Cùng với sự lớn lên của thế hệ Gen Z trong thời đại smartphone và công nghệ, kết hợp với sự xuất hiện của đại dịch Covid, đẩy mọi hoạt động lên thế giới online, việc xem streaming ngày càng trở thành hình thức giải trí được ưa chuộng. Sự tăng trưởng hấp dẫn của thị trường tiềm năng này cũng thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhìn về những khó khăn, vì là một lĩnh vực rất mới, nên các khác biệt về văn hóa và sự thiếu thốn trong bảo hộ pháp lý là những cản trở lớn nhất để streamer phát triển được đúng với tiềm năng, song hành với sự trưởng thành của thị trường. Khó khăn thứ hai là việc đào tạo nhân lực streaming còn trắc trở. Hiện nay chỉ mới có OTA Network, đơn vị quản lý đội ngũ Facebook Gaming ở Việt Nam, là đang nhận đào tạo streamer. Tuy nhiên, thị trường ngành này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa có gì bền vững, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đủ năng lực để đảm bảo sự thành công cho bạn khi bước chân vào trong cái nghề này. Hầu hết các streamer bây giờ đều tự phát, tự nổi tiếng và tự phát triển. Theo kinh nghiệm và quan sát của tôi, muốn làm streamer, trước tiên bạn phải biết mình có giá trị đặc biệt và khai thác được điều đó để thu hút khán giả. Ví dụ, bạn chơi game không giỏi, nói chuyện cũng chẳng hay, chẳng có lý do gì để người ta phải đến xem livestream của bạn cả. Hãy xác định rõ hai hướng. Một là bạn chơi game rất giỏi và tạo được tiếng tăm trong cộng đồng gamer, rồi từ đó chuyển hướng sang làm streamer. Hai là bạn có thể chơi game không quá giỏi, nhưng nói chuyện có duyên và có tính giải trí cao. Bạn cần xác định được mình sẽ đi theo xu hướng nào để trau dồi năng lực phù hợp. Thứ ba, do công việc này còn khá mới nên lộ trình phát triển nghề nghiệp cũng không rõ ràng, phụ thuộc rất nhiều vào cơ may và nỗ lực của từng người. Sẽ mất một vài năm đầu để bạn khẳng định năng lực và tìm được chỗ đứng ở trong ngành. 3 năm có lẽ là khoảng thời gian hợp lý. Lý do bởi nghề caster rất đặc thù và không được tuyển nhiều. Còn công việc streamer với tính giải trí cao cũng như bước chân vào showbiz để nổi lên được thì rất nhanh. Chỉ cần kiên trì tạo dựng hình ảnh và màu sắc riêng của mình, từ vài tháng đến nửa năm là bạn có thể trở thành một ngôi sao.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi đã nổi, bạn có thể duy trì được vị trí của mình hay không? Sự khốc liệt và đào thải nhanh của ngành giải trí luôn là một thách thức rất lớn. Mặt trái lớn nhất của nghề streamer có lẽ cũng giống như hầu hết các nghề khác trong showbiz, khi sự nổi tiếng đi cùng với rất nhiều áp lực về mặt hình ảnh. Và bên cạnh những người yêu quý sẽ luôn có rất nhiều người ghét bạn. Ui, sợ quá phải ban nó thôi. Livestream cũng như truyền hình trực tiếp, khi bạn lỡ miệng thì không thể thu hồi được, không thể edit được. Một câu lỡ miệng có thể gây ra tai họa và hệ lụy rất lớn. Do vậy, streamer phải thật sự cẩn thận trong ngôn từ và lời nói, đồng thời rèn luyện tư duy đúng, tác phong chuẩn chỉ hơn. Giải ảo thực tại hướng tới tương lai. Các bạn trẻ theo đuổi nghề streamer hiện nay có những điểm mạnh rất đáng nể. Các bạn đam mê game, rất nhiệt tình, có sức khỏe, có thể khô máu chơi game ngày đêm không biết chán. Tuy nhiên, các bạn cũng có một vài điểm yếu, ví dụ như là không giữ được cái đầu lạnh, làm việc theo cảm hứng, thiếu đi sự kiên định và kiên trì. Nhưng có lẽ thiếu sót lớn nhất của các bạn là không có kinh nghiệm đi làm thực tế, dẫn đến tâm lý thích ăn sổi ở thì và ảo tưởng sức mạnh. Ngày nào cũng vậy, bạn phải lăn lộn, phải nằm gai nếm mật thì mới mong thu về được thành quả. Tôi từng có gần 2 năm làm lập trình, từ lúc học việc không lương được trợ cấp 500.000 đồng một tháng, tới mức lương bán thời gian 2 triệu đồng một tháng, đến 4 triệu một tháng, rồi lên 5 triệu, 6 triệu một tháng. Đó là cả một quá trình rất dài. Kể cả với công việc streamer, tôi bắt đầu những livestream đầu tiên từ năm 2016, nhưng phải 3 năm sau, đến khi ký hợp đồng với cả Facebook Gaming, tôi mới chính thức được công nhận là một streamer chuyên nghiệp. Khi lao động vất vả, chúng ta mới biết trân quý được thành quả. Vì vậy, các bạn hãy học hỏi cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Không nên dành hết thời gian chìm đắm vào game, mà còn phải lao động, va vấp bên ngoài xã hội, trau dồi kiến thức. Từ đó, xây dựng được những nhân sinh quan rộng mở, thực tế hơn và xác định được vị trí của mình đang ở đâu. Nhìn từ bên ngoài, mọi người hay ảo tưởng rằng là làm streamer dễ và nhàn. Một ngày chỉ lên mạng nói chuyện, chơi game khoảng 3-4 tiếng, có vẻ ngẫu hứng và nhẹ nhàng. Nhưng streamer về bản chất không phải là một nghề chơi game mà là sáng tạo nội dung. Và việc tạo ra nội dung cần rất nhiều công sức và kỷ luật. Bạn phải biết trước được rằng mình sẽ chơi cái gì, chơi cùng với ai và đâu là điểm nhấn của buổi livestream. Và việc lên kế hoạch không chỉ cho từng ngày mà còn cho từng tuần, từng tháng, từng năm. Công việc đòi hỏi bạn phải có tầm nhìn rộng và sự nhạy bén để kịp thời nắm bắt và thỏa mãn được thị hiếu của khán giả. Bạn không thể nói là bạn làm nghề streamer chỉ với một cái webcam và một vài lượt view ủng hộ từ người thân. Ví dụ, Refund Gaming của Độ Misi thực chất không chỉ là tập hợp của một nhóm các game thủ, mà còn là hệ sinh thái sáng tạo nội dung cực kỳ năng động. Một streamer của Refund tuy chỉ livestream khoảng từ 3-4 tiếng mỗi ngày, nhưng đằng sau đó là nỗ lực làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ. Từ việc theo dõi, đánh giá các chỉ số người xem, cập nhật thông tin trên mạng xã hội, thu thập tư liệu cho livestream, chơi game hỗ trợ các đồng đội khác đến giờ livestream của họ, cường độ làm việc cao, nên mỗi tháng streamer chỉ ra khỏi nhà từ 1-2 lần là một chuyện rất bình thường. Chỉ khi thực sự nghiêm túc với sáng tạo nội dung, streamer mới có thể liên tục phát triển. Ngoài ra, bạn cần lưu ý cách sử dụng ngôn từ trên livestream, sự nổi tiếng đi cùng với trách nhiệm, phải xác định được điều đó bạn mới phát triển được bền vững trong ngành giải trí này. Ai cũng muốn được là chính mình, được mang màu sắc cá nhân của mình thể hiện trên các buổi livestream. Tuy nhiên, ở vị thế là một người có tầm ảnh hưởng, với khán giả phần lớn là các em nhỏ chưa đến tuổi vị thành niên, những phát ngôn và tác phong của streamer ở trên mạng cũng nên có chừng mực. Tháng 9 năm 2020, khi VTV24 phát sóng phóng sự về sự tự do và trách nhiệm của các streamer, nó giống như gáo nước lạnh dội vào cộng đồng streamer, buộc họ phải tỉnh giấc, tự vấn lại bản thân mình. Bản thân tôi sau khi xem phóng sự đó cũng chấp nhận thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu tiên bước vào nghề. Có những lúc người xem chê bai tôi bị mất chất, không còn được như ngày xưa nữa, chỉ vì tôi không còn chửi bậy nhiều ở phần giao lưu với người xem nữa. Dù khi chơi game tôi vẫn chửi, điều này khó mà tránh được. Tôi thấy vừa bực mình, vừa buồn cười vì nhận định đó hoàn toàn sai lầm. Ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ có nhận thức, mức độ trưởng thành và mục tiêu hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hành xử và phong cách sẽ thay đổi. Hơn nữa, khi tôi chỉ livestream trên trang cá nhân riêng của mình, không phụ thuộc vào ai, tất nhiên là tôi muốn nói gì cũng được. Nhưng khi tôi bắt đầu được nhận những đồng lương cho công việc, phải làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoạt động trên kênh của một tổ chức, tôi sẽ phải tuân theo những quy định và chuẩn mực của họ. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không còn là chính mình. Việc kỳ vọng một người không bao giờ thay đổi là cực kỳ vô lý. Theo đuổi nghề này, bạn có thể vấp phải sự phản đối từ nhiều người, kể cả bố mẹ và người thân. Gia đình tôi trước cũng vậy. Chúng ta hãy thông cảm với nỗi lo của họ. Thay vì lao vào tranh cãi, hãy chứng minh giá trị của mình bằng hành động, sự trưởng thành,
bằng những đồng tiền mình làm ra. Tiền bạc quả thực rất quan trọng, là thước đo cho thấy bạn có đang đi đúng hướng hay không, nên chúng ta không nên coi nhẹ nó. Sau cùng, cứ cháy hết mình. Nếu đam mê game và streaming, đừng quá kỳ vọng vào một thành công lớn. Bạn có thể chưa nhìn thấy được phần thưởng ngay trước mắt, nhưng rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nếu các bạn thích những chia sẻ của tác giả Bomen, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên đây là nội dung được lấy ra trong cuốn sách Người trong muôn nghề ngành sáng tạo và nghệ thuật có gì. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đường link ở trong phần mô tả. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại. See ya!